chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minecraft à là kẻ giết người. Và hiện tại mình đang gọi là đang bị trục trặc về cái vấn đề tài khoản, cho nên mình không có truy cập vào được Hive Excel. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ thử test một cái server, đó là server The One VN. Và nó cũng có cái chế độ là à là kẻ giết người và mình là thường dân. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu đi trốn thôi. Và mình rất là đấy, rất là đông các bạn đang ngồi chơi đây. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi trốn. Ok. Ôi, đốt được các bạn. Sắp ơi bạn. Ồ, chúng ta phải thật sự là cẩn thận. Đất. Đây đây đây, mình phải cái gì là nhảy xuống có thể bị mất máu nữa ấy. Ok, ok, chúng ta sẽ đi lượm vàng nào để lấy cung nào. Và nó vẫn giống như hình như là vẫn giống như những server khác là 10 vàng là chúng ta sẽ được gọi là gì? 10 vàng là chúng ta sẽ được bằng cái cung chạy đẻ nè. Oh yeah. What the. Cẩn thận ông này giống như ông đó giống như kẻ giết người. Ê, có vàng nè, lượm thôi. Thì áo đen có mấy ông thông báo địa điểm là anh áo đen nữa không? Hết đường lên rồi. Nấp. Và mình sẽ nấp thử rồi. Ok. Mình có 6 vàng rồi. Mình không có cài Optify nữa cho nên chúng ta không zoom được nữa. What the. Không quăng vàng ra được. Ai là kẻ giết người vậy? Ai mà biết là hỏi. Đệt. Cẩn thận, này là kẻ giết người. No. À không phải, anh không phải. Ok, chúng ta sẽ cố gắng đi lượm thêm. Lượm thêm mấy gọi là gì? 4 vàng nữa. Rồi, 1 vàng, còn 3 vàng nữa các bạn. Ôi, cố lên, chúng ta sẽ tại vì đây là mấy cái map này khá là mới, mình chưa chơi lần nào cả cho nên bây giờ chúng ta sẽ hơi ngố, mình không biết đi đường nào. Tránh xe mấy ông đó ra. Ơi, chúng ta sắp có cung rồi. Ok. Một vàng nữa là chúng ta sẽ có cung các bạn. Mình sẽ cố gắng tiêu diệt gọi là cái gì? À, đứng trong này thì ổng sẽ khó giết mình hơn. Đấy, mình đi trong này rất là nhanh luôn. Ai? No. À! No. Ông ơi. Oh. What the? Ai, chúng ta đã chiến thắng. của đột kích nè. Đó là không phải của CS nè. Bây giờ chúng ta sẽ vô map Italy để chơi nha. Thì ông đó đã bị giết rồi các bạn. Mình mặc dù mình chưa lượm được cái cung nhưng mà mình đã có người khác đã tiêu diệt rồi. Mà cái này có vẻ là giao diện đồ nó không giống gọi là không giống như ở trong Hive Excel lắm. Đồ hình như hơi lắc thì phải. Ok, chạy thôi. Ok. Chạy thôi. Chạy thôi. Đợt dưới này có chỗ trốn không? Chắc tí mình phải đổi skin đi. Đổi qua cái skin gì đó. Tủ sách chẳng hạn. Ờ ngon ấy, tí mình chơi map này đổi qua skin. Ok. Chúng ta sẽ cố gắng. Ok. Ok, mình sẽ núp ở đây. Chỉ đứt vào đây. Ok, mình chỉ đứt vào đây. Ok. À, lấm. Ông này là kẻ giết người đó bạn. Chạy. Chạy lẹ. Ok. chạy lẹ. Chúng ta còn một vàng nữa là chúng ta sẽ kiếm được cái cung. Mình biết ông đó rồi, tí nữa mình sẽ bắn chết ra ông áo đen. Rồi. Ủa? Bạn đã nhận cung, ok. Mình sẽ thủ tiêu kẻ giết người ngay. Các bạn yên tâm. Hay. Thương. What the heck? Ok. Dead. Map văn phòng.
Tốc độ nào anh em ơi? Ok, trong đây có 7 người. Bây giờ chúng ta sẽ chạy trốn thôi, không biết cái map này. À, mình biết map này rồi. Map này là map gọi là cái gì? Ở trong CS:GO. Ok, có 7 người. Map này giống bên Hai Pixel nè. Ok, oh yeah. Skin Stone. Kẻ giết người đã sở hữu kiếm, hãy mau đi tìm chỗ trốn. What the fuck, what the fuck. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Mình không muốn gọi là cái gì á. Chết sớm tí nào. Oh, mình đứng ở đây được nè. Đấy, tuyệt vời luôn, mình đứng ở đây là tuyệt vời luôn các bạn. Ok. Để xem nữa coi. Ai là kẻ giết người đây? Ho ho, đây là chỗ trốn lý tưởng nhất rồi đó. Mình thấy có vẻ đây là chỗ trốn lý tưởng nhất rồi đó. Đấy, nấp ngay đây là tuyệt, con ngựa nó vời. Ok, ok, hình như chắc là không có ai nữa các bạn à. Đó, kẻ giết người đang giết người, nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng là đứng ngay đây để không có bị giết các bạn. Ồ, còn chỉ còn 6 người thôi, ai là kẻ giết người đây? Có ai đó đã lượm được cung. Đệt, 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 đệt. Ghê hóa. Chỉ còn 6 người thôi, mình đang ở trong vai dân thường nữa chứ. Chúng ta cũng đứng đây chờ thời thôi. Đây có lẽ là chỗ trốn lý tưởng nhất rồi đó bạn. Chỗ trốn kẻ giết người lý tưởng nhất. Ồ, có bạn. No. Liệu chúng ta có thể chiến thắng không? Đệt. Vị trí cung 51m. Đệt. Giờ sao đây? Chúng ta còn 1 phút rưỡi nữa. Ghê vậy. Ok, chắc cũng ra mà đứng ở đây luôn á. Ông kia chửi nữa chứ không không chơi được, không chơi không làm cái giết người chửi nữa. Phải ông này. Thiệt chứ. Chúng ta chỉ còn 50 giây nữa là chiến thắng các bạn ơi, cố lên. Ok. Yeah yeah. 6 giây, 5 giây. 4 3 2 1. Yes! Kẻ giết người là Kratos và mình là người chiến thắng khi trở thành anh hùng núp. Hùng nấp. Nào lên kênh coi lại video sẽ biết chỗ nấp. Ok, mình tiếp tục chơi map khác nào. Để mình coi thử. Ok, và chúng ta sẽ quay trở lại với map Hoàng Lăng. Nhưng mà chúng ta vẫn không phải là kẻ giết người. Thật là bực mình. Nhưng mà mình không phải là kẻ giết người. Mình muốn là kẻ giết người các bạn à. Nhưng mà chúng ta không được làm kẻ giết người. Thật là buồn quá đi. Đừng đi theo, đừng đi theo. Kẻ giết người đã sở hữu kiếm, hãy tìm chỗ trốn nhanh. Ê, các bạn có nghe thấy nó nói gì không? Kẻ giết người đã sở hữu kiếm và chúng ta phải thấy thật là nhanh. Ok, ok. Oh yeah. Té. Chạy thôi, vậy thôi. Đợt. Thiệt chứ. Mình không được làm kẻ giết người, buồn quá. Mình phải kiếm một game này mình làm kẻ giết người. Mình đi giết người mới được.
Người đá là kẻ giết người kìa. Holy shit. Người đá đâu, người đá đâu. Sẽ cố gắng giết kẻ giết người nào. Ok, 45m. Có ai đó lượm được cung nhưng mà không có mũi tên. Ok, ok, người đá đúng không? Truy tìm người đá. Ok, người đá là kẻ giết người, người đá đâu? Mình đập vào đây, đập vào đây. Ôi, quên rồi. À, vãi nồi. Chưa kịp gì đã quên rồi. Để coi map gì nữa đây. Mercy, ba lăm, Gen 1 là tàu lửa nè. Ok, map này cũng của CSGO luôn. Vàng thôi. Coi thử coi. Coi thử xung quanh đây sao rồi. Ok, không có ai cả. Có vẻ là mọi thứ đang rất là... Mà là gì? Ổn định với chúng ta. Hôm này có phải là kẻ giết người không? Ok. Phải cố gắng lượm được 10 vàng. Không phải, ông gấu không phải. Ê, ông gấu. Ông gấu là kẻ giết người. No. Ông gấu là kẻ giết người. Ông gấu là kẻ giết người. No. Ok, ông gấu là kẻ giết người các bạn ơi. Ông gấu đang dí mình kìa. Ai? Oh no. Ông đang dí một mình mà là. What the quay dân thường gì là. Ôi ông này ơi. Chạy sao còn bay dân thường vậy? No, tha tôi đi. Đệt, giết người rồi kìa. What the heck? Ai vậy? Ai là kẻ giết người vậy? Ông gấu đúng không? Ý, bị lắc. Mình nói rồi, ông gấu là kẻ giết người. Đừng, chạy đi các bạn ơi. Yeah. Ok. Mình còn thiếu hai. Đây. Cặp vị trí cung gì nữa, giờ mình có cung rồi. Nhiệm vụ của mình là thủ con ngựa nó tiêu kẻ giết người. Kẻ giết người là ai đâu? Ok, nhiệm vụ của mình là thủ tiêu kẻ giết người các bạn ơi. Mình sẽ đứng trên này quan sát ai là kẻ giết người. Căng thẳng. Một vết một với kẻ giết người. Thật là căng thẳng. Ây. What the fuck. Chúng ta đã thua kẻ giết người rồi các bạn ơi. Death. Hầu ba. Death. Ông phóng cái cây kiếm nhanh quá, mình không kịp luôn á. Mình không kịp ấy luôn á, là ông đã phóng cái kiếm rồi. Ok, đệt, lại là thường dân đó rồi bạn ơi. Cuộc sống người xấu mình sao là khổ quá. Không được làm kẻ giết người lần nào. Toàn là phải đi chạy trốn thôi. Đó, kẻ giết người đã có kiếm, ok. Chỗ trốn này mình theo đây. Ơi, nhảy rớt nữa rồi. Rồi, cố gắng đi lượm thôi. Cố gắng lượm vàng thôi bạn ơi. Này mà té xuống cái gì? Cái giống như kiểu cái máy bơm nước. Đó, trên này hình như không có ngõ đi. Được, có luôn à. Thì thôi đi xuống lại. Có ngõ đi lên thì mình cần gì phải đi lên. Ô, chiến thắng rồi kìa. Kẻ giết người là Ben Pro. Ok. Ok, tiếp tục rồi, kiếm phòng khác chơi coi, phòng map nó rộng. Hầu 1 nào, vô hầu 1 hốt nào.
Hy vọng là game này mình sẽ làm kẻ giết người. 3 2 Bam! Lại dân thường. Ước mơ được làm kẻ giết người không thành hiện thực rồi bạn ơi. Ok, có lẽ là ước mơ. Ôi. Nấp, ta sẽ là hình như là cái map này giống như kiểu là mấy cái đồ đồ vật nó sẽ to hơn bình thường. Yes. Ha ha. Này thì tung tin đồn nhảm à. Mấy giờ mình chưa được làm kẻ giết người lần nào á. Khâu 2 nữa rồi. Tránh cái bảng ra thấy đường ơi. Thờ. Sai không? Có gì sai không ta? Chắc là không có gì sai đâu ha. Mấy ông này toàn là tung tin đồn nhảm không. Mấy ổng làm kẻ giết người xong ổng tung tin là mình là kẻ giết người mới ghê chứ. Đi lắc. Ông Stone này. Thôi, nhảy xuống cho chắc. Ghê quá. Chết con ngựa tôi rồi. Ê, đừng chạy đeo mà. Chết con ngựa tôi rồi. Oh yeah. Chạy. Sợ hãi VL VL. Mấy ông ơi chạy theo sợ quá. Ê lắc. Đợt bị gì rồi? Disconnect rồi. What the heck? Ok, đây là sẽ là dáng cuối cùng mình chơi và đợt mình vẫn không là kẻ giết người. Thế thôi, chúng ta sẽ cố gắng chiến thắng game này mặc dù chúng ta đã có một game chiến thắng ở map này. Chính xác. Đây sẽ là chỗ trốn lý tưởng nhất các bạn. Đây sẽ là chỗ trốn lý tưởng nhất của chúng ta. Đây. Ủa không phải đây. Ở bên Nether ấy. Địa ngục là nơi trốn lý tưởng nhất của chúng ta. Yes. Chúng ta sẽ cố gắng chiến thắng game này bằng cách What the ấy. What the Đợt chết nhanh vậy. Ok, thì sau một hồi mình chơi và mình muốn trở thành kẻ giết người nhưng mà không được. Thì ok, mình sẽ thử lại trong tập sau. Nếu như tập bạn thích mình chơi những cái map kẻ giết người tiếp thì bạn hãy like và share. Còn nếu bạn thích chơi kẻ giết người mà không có ad premium thì có thể truy cập vào server The World VN. Đó, với IP là sv.theworldvn.com để chơi kẻ giết người. Ngoài ra hãy nhớ click đăng ký theo dõi channel của mình như là click vào cái chuông để cập nhật những video mới nhất và ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.